fan Đông Nam Á gọi tên Việt Nam, Malaysia, fan Indonesia, nước mắt của tôi vẫn chưa ngừng rơi. Người hâm mộ Đông Nam Á đang chia hai nửa vui buồn. Fan của Việt Nam và Malaysia thì rất vui vì đội nhà chiến thắng. Nhưng phần đông còn lại phải buồn khi đội nhà thua trận, thậm chí thua rất thảm. Trước khi tôi ngủ đêm qua, tỷ số vẫn là 1-3. Một vài bàn thua của chúng tôi trông thật sự ngu ngốc. Rồi tôi tiếp tục ngủ, cho tới khi tôi giật mình thức dậy. Tới bây giờ, nước mắt của tôi vẫn đang rơi. Đấy là một tâm sự của fan bóng đá Indonesia sau khi chứng kiến đội nhà thua thảm tới 1 năm trước Iraq đêm qua. Trái ngược với tâm trạng của fan Indonesia, nhiều người hâm mộ Việt Nam và Malaysia đang rất phấn khích. Trong số 7 đại diện Đông Nam Á thi đấu vòng loại World Cup 2026 hôm qua, chỉ Việt Nam và Malaysia chiến thắng. Nhiều người hâm mộ Đông Nam Á cũng lên tiếng chúc mừng hai đội tuyển này. Chúc mừng Việt Nam và Malaysia. Làm tốt lắm những chú hổ Malaysia. Chiến thắng của Malaysia cực kỳ ấn tượng. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng hai đội chiến thắng và hãy cố gắng nhé các đội còn lại. Chúc mừng Malaysia vì đã chiến thắng. Chúc mừng Thái Lan vì đã có một trận đấu hay. Việt Nam chiến thắng nhưng chưa thỏa mãn lắm đâu nhé. Tuy nhiên, trên một diễn đàn bóng đá Đông Nam Á với gần nửa triệu người tham gia, đáng chú ý, lại có nhiều ý kiến từ khắp các bạn bè khu vực chê trách tuyển Indonesia và huấn luyện viên Shin Tae-yong. Có lẽ những phát ngôn từ phía thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong và cách chơi bóng thô bạo của họ đã khiến nhiều fan Đông Nam Á không hài lòng. Indonesia vẫn là đội mạnh nhất trên hành tinh, họ chỉ thua Argentina 0-2 thôi mà. Nhưng họ thua Việt Nam và Thái Lan 0-4, rồi giờ thua Iraq 1-5 đấy, một fan Thái Lan viết. Cảm ơn Iraq đã giúp cho đội yếu nhất nhưng lớn lối nhất Đông Nam Á và ông Shin Tae-yong im lặng, kể từ bây giờ một fan Thái Lan khác tiếp. Phải chăng Iraq còn mạnh hơn cả Argentina? Một fan Malaysia châm chọc tuyển Indonesia. Theo lịch, ngày 21 tháng 11 tới, tuyển Indonesia sẽ có trận đấu trên sân Philippines lúc 18 giờ. Đây khả năng sẽ là trận Indonesia có được chiến thắng để vơi bớt nỗi buồn thua đau Iraq. Còn tuyển Việt Nam sẽ đối mặt thách thức lớn khi đón tiếp Iraq lúc 19 giờ. Báo Iraq chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà có thể gục ngã trên sân tuyển Việt Nam. Dù thắng đậm Indonesia trong trận ra quân nhưng báo Iraq vẫn lo đội nhà sẽ gặp khó khăn trong chuyến làm khách trên sân tuyển Việt Nam. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển Iraq đã không mất quá nhiều sức để giành 3 điểm trọn vẹn trước Indonesia trong trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Ở trận đấu đó, đoàn quân của huấn luyện viên Jesus Casas đã tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn so với đội bóng Đông Nam Á. Nhưng đây cũng không phải là điều gì quá bất ngờ bởi trong đội hình của Iraq lúc này đang sở hữu rất nhiều cầu thủ đẳng cấp chơi bóng ở châu Âu. Do đó, ngay từ trước khi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khởi tranh, họ đã được xem là ứng viên số 1 cho tấm vé đi tiếp ở bảng F. Nhưng ngay sau chiến thắng trước Indonesia, tờ Win Win vẫn tỏ ra khá lo lắng khi sắp tới đội nhà phải làm khách trên sân của tuyển Việt Nam. Tờ báo của Iraq cho rằng đội nhà có chất lượng nhân sự khá tốt nhưng sự chênh lệch đẳng cấp của các cầu thủ là rất lớn. Đội hình hiện tại đang thiếu chiều sâu khi có sự chênh lệch giữa cầu thủ đá chính và dự bị. Sức mạnh của Iraq ở trận gặp Indonesia chủ yếu dựa vào các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Cả 5 bàn thắng của chúng ta ở trận gặp Indonesia đều xuất phát từ nỗ lực cá nhân. Hy vọng huấn luyện viên Jesus Casas sẽ tung ra đội hình phù hợp hơn trong chuyến làm khách của tuyển Việt Nam, tờ Win Win viết. Chiến thắng 5-1 trước Indonesia giúp đội bóng vùng vịnh tạm thời dẫn đầu bảng F với 3 điểm cùng hiệu số cộng 4. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng ngay sau với 3 điểm và hiệu số cộng 2. Trước cuộc đọ sức này, Iraq được đánh giá nhỉnh hơn so với đoàn quân của huấn luyện viên Chusie, nhưng tờ Win Win lại khẳng định đội nhà sẽ phải trả giá đắt nếu tự mãn về sức mạnh của mình. Hiện thầy trò huấn luyện viên Jesus Casas đã có mặt tại Việt Nam để hướng đến cuộc đọ sức diễn ra vào ngày 21 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Báo Thái ngợi khen cầu thủ trẻ tuyển Việt Nam. Trang thể thao Siam Sports của Thái Lan dành nhiều lời tán dương cầu thủ 19 tuổi Nguyễn Đình Bắc sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam trước chủ nhà Philippines ở vòng loại World Cup 2026. Sau khi đội nhà thất thủ 1-2 trước tuyển Trung Quốc ở ngày ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2026 tối ngày 16 tháng 11, truyền thông Thái Lan đã dành lời ca ngợi chiến thắng thuyết phục của tuyển Việt Nam ở lượt trận diễn ra cùng ngày. Trang thể thao nổi tiếng xứ Chùa Vàng Siam Sports mô tả trận thắng của tuyển Việt Nam trước chủ nhà Philippines là nhiệm vụ dễ dàng đối với thầy trò ông Philip Chusie. Tác giả viết, đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam, đã tận dụng tốt cơ hội để đánh bại Philippines và vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026.
Nội dung bài viết cho rằng tuyển Philippines với nòng cốt là nhiều cầu thủ nhập tịch, từng thi đấu ở Anh và các câu lạc bộ hàng đầu Thái League nhưng vẫn dễ dàng gục ngã trước những chiến binh sao vàng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Pháp Chusie. Tuyển Việt Nam xếp hạng 94 thế giới, hoàn toàn lấn lướt Philippines, đội bóng đang đứng thứ 138 FIFA ở màn so tài trên sân Rizal Memorial, Manila. Đội chủ nhà có thủ thành Neil Ezeris thi đấu cho câu lạc bộ Birmingham City, Anh, hậu vệ phải Jesse Curran của Ratchaburi FC, tiền vệ cánh Patrick Reisen, cựu cầu thủ từng chơi ở Thái League. Và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Đức Michael Weiss nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng trước đội khách Việt Nam, phóng viên thể thao Siam Sports viết. Bài viết trên Siam Sports cũng đánh giá cao năng lực của huấn luyện viên Chusie khi ông biết cách hòa trộn lứa cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Lâm, Tiến Linh và các tài năng trẻ gồm Thái Sơn, Minh Trọng, Tuấn Tài, Thanh Bình. Đáng chú ý, tác giả dành nhiều lời ngợi khen màn trình diễn xuất sắc của tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc. Vào sân từ băng ghế dự bị, cầu thủ mới chỉ 19 tuổi Nguyễn Đình Bắc thi đấu chững chạc, đã dứt điểm tinh tế, hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam và cũng phá tan mọi nỗ lực có điểm của tuyển Philippines ở thời gian cuối trận. Đình Bắc xứng đáng là ngôi sao đang lên của tuyển Việt Nam, phóng viên của Siam Sports kết luận. Tại sao Đình Bắc chạy đến ôm chầm huấn luyện viên Chusie sau bàn thắng vào lưới Philippines? Nguyễn Đình Bắc đã chạy đến ôm chầm huấn luyện viên Philippe Chusie sau khi ghi bàn vào lưới Philippines. Huấn luyện viên người Pháp tin rằng đây là sự công nhận của tiền đạo trẻ này với ông. Tối ngày 16 tháng 11, tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines 2-0 trong trận đấu chính thức đầu tiên cùng huấn luyện viên Chusie, qua đó khởi đầu thuận lợi ở bảng F vòng loại 2 World Cup 2026 châu Á. Hai cầu thủ ghi bàn cho tuyển Việt Nam là Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Đình Bắc. Trong đó, Nguyễn Đình Bắc chỉ vào sân thay người ở cuối hiệp 2 nhưng tỏa sáng đúng lúc, ghi bàn định đoạt trận đấu trong lúc tuyển Philippines dồn lên tìm bàn gỡ và tạo ra áp lực đáng kể về khung thành của Đặng Văn Lâm. Sau khi ghi bàn, Đình Bắc đã chạy thẳng ra ngoài sân và ôm chầm lấy huấn luyện viên Chusie đầy cảm xúc. Nguyễn Đình Bắc năm nay 19 tuổi, là tuyển thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam được huấn luyện viên Chusie giữ lại trong đợt tập trung này. Chính vì vậy, pha ăn mừng của anh mang tính chất cảm ơn niềm tin mà huấn luyện viên người Pháp trao cho. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Chusie chia sẻ, "Tôi rất xúc động với khoảnh khắc đó. Không biết phải lý giải thế nào. Chúng tôi đã tiêu tốn nhiều sức lực cho chiến thắng này. Tôi luôn tạo ra áp lực cho các cầu thủ ngay trên sân tập. Đình Bắc chạy lại phía tôi để ăn mừng bàn thắng. Tôi tin đó là hành động thể hiện sự công nhận của cậu ấy cho tôi và cầu thủ khác nữa. Những gì chúng tôi đang hướng tới đều cần cảm xúc. Tôi luôn thể hiện mọi chuyện trực diện nhất có thể. Người ngoài nhìn vào có thể không hiểu, không biết những gì tôi chia sẻ với cầu thủ." Đình Bắc ghi bàn ngay trong trận chính thức đầu tiên. "Tôi mừng cho cậu ấy. Đó là cầu thủ tiềm năng, có thành tích ấn tượng này, cậu ấy sẽ thêm tự tin trong tương lai.